Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng ngày 9 tháng 11, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Văn hóa quân dân năm 2024 tại Bản Lang 2, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ. Đây là đơn vị điểm của cụm biên phòng ba xã Nậm Xe, Bản Lang và Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Văn hóa quân dân năm 2024. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, huyện và đông đảo bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Ngày hội gồm hai phần, phần lễ và phần hội. Phần lễ, các đại biểu và nhân dân đã ôn lại truyền thống lịch sử 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024. Nghe báo cáo tình hình, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Hàng năm, khu dân cư đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Phong trào phát triển kinh tế giúp nhau xóa đói giảm nghèo được đẩy mạnh, văn hóa giáo dục y tế phát triển toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, quốc phòng an ninh đảm bảo, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn bản đạt 35 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5% một năm, toàn bản có hơn 90% hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, 100% hộ gia đình thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, đảm bảo an toàn giao thông. Phần hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi truyền thống đã tạo khí thế vui tươi, phấn khởi với sự tham gia của đông đảo bà con, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, góp phần giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thời gian tới, chi bộ nhân dân cùng cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của xã Bản Lang nói chung, Bản Lang 2 nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu mới đã đạt được, triển khai thực hiện tốt nghị quyết số 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 17, tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, khích lệ động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu tạo đà thi đua mới, tiếp tục vận động huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, người dân có hoàn cảnh khó khăn, động viên nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tặng quà cho nhân dân Bản Lang 2. Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Phong Thổ tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào. Nhân dịp này, chiều ngày 9 tháng 11, tại bản Gia Khâu 1, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu cũng vừa diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Văn hóa quân dân năm 2024. Dự ngày hội có đồng chí Tống Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lai Châu, đại diện lãnh đạo cấp ủy chính quyền thành phố Lai Châu, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể thành phố, xã Sùng Phài cùng đông đảo đồng bào các dân tộc và cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh 1, trung đoàn 880, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Bản Gia Khâu 1, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu có diện tích trên 1.000 ha, có 120 hộ với 554 khẩu. Đa phần là đồng bào dân tộc Mông chiếm 98%, tỷ lệ hộ nghèo của bản chiếm trên 10%, hộ cận nghèo chiếm 5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng người năm. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được thực hiện tốt. Năm 2024, bản Gia Khâu 1 có 123 trên 125 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm 98,4%. Tại ngày hội, đồng bào các dân tộc bản Gia Khâu và cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh 1, trung đoàn 880, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham gia thi đấu các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và tham gia biểu diễn văn hóa văn nghệ. Phát biểu tại ngày hội, lãnh đạo thành phố đã ghi nhận biểu dương những kết quả của bản Gia Khâu 1 đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị bản Gia Khâu 1 nói riêng và xã Sùng Phài nói chung cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,
tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy ý chí, khát vọng, tinh thần thi đua sáng tạo, đồng bào các dân tộc, tham gia tích cực vào phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, huy động tối đa các nguồn lực, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thành phố Lai Châu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn 880 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng quà cho bản Gia Khâu 1, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu. Thưa quý vị, huyện Tân Uyên hiện có tổng diện tích đất tự nhiên gần 90.000 ha, trong đó diện tích đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp là gần 62.900 ha. Đối với khu vực vùng đệm thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn, có trên 7.500 ha rừng có nguy cơ cháy rừng cao. Chính vì vậy, ngay từ đầu mùa khô hanh năm nay, huyện Tân Uyên đã tiến hành thành lập 6 chốt gác rừng, túc trực 24/24 giờ và hàng chục tổ đội xung kích tham gia phòng cháy chữa cháy rừng. Trong đó, huyện xác định lấy phương án phòng là chính. Để công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh năm nay đạt hiệu quả cao, ngay từ đầu mùa khô năm nay, huyện Tân Uyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Trong đó, huyện xác định lấy phương án phòng là chính, đồng thời tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng tới từng bản và từng hộ dân, cũng như triển khai quyết liệt việc làm đường băng cản lửa, góp phần hạn chế đến mức tối đa tình trạng cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Trước hết thì chúng tôi cho kiện toàn lại ban chỉ huy các cấp từ huyện đến xã và chỉ đạo ở xã thì củng cố lại các tổ quản lý của các thôn bản. Còn về mặt định hướng chung thì chúng tôi sau khi củng cố kiện toàn, chúng tôi có văn bản chỉ đạo ra nhiệm vụ cho các xã, cho các chủ rừng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong việc quản lý, và đặc biệt là chúng tôi cũng chỉ đạo sát cái việc là những cái điểm mà thường có nguy cơ cháy rừng, thậm chí đã có những cái điểm cháy thì năm trước chúng tôi sẽ đặc biệt chỉ đạo các xã các rừng phải lưu ý ở những điểm này. Để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng ngay từ mùa khô hanh năm nay, huyện Tân Uyên cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng, kiểm soát lâm sản đến đông đảo người dân. Đồng thời kiện toàn các tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng của các thôn bản với 905 thành viên tham gia về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Từ đó giúp người dân hiểu về ý nghĩa, vai trò, giá trị của rừng và những nguồn lợi từ rừng đem lại cho nhân dân. Từ đó nâng cao ý thức bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng của đông đảo người dân. Vào mùa khô thì bản cũng là tổ chức là nhất là đi tuần tra, lấy tổ đi tuần tra. Thứ hai nữa là cũng đi phát động từ vì khi là chỗ nào nó nguy hiểm, đấy là mùa khô là khô hanh là phải tuần tra hàng ngày, là chỗ nào là nó là nguy hiểm thì phải phát dọn thực bì là lốt để chắn, sau này nó có nguy cơ xảy ra nó cháy về thì phải là phòng chống cái chỗ cháy, thì phải là đảm bảo cho là cái chỗ rừng, bảo vệ rừng nó đảm bảo. Và bản này cũng là hàng năm cũng xây dựng quy ước hương ước là khi hộ nào đã đình nhất là phát nương giấy là chiếm đất của bảo vệ rừng và cái chỗ bên rừng thì sẽ xử lý phạt theo quy ước hương ước của bản. Và thứ hai nữa cũng là bản cũng xử lý là như đi chặt cây phá rừng là phạt theo cây, cây nhỏ từ cây nhỏ thì như cây nứa thì phạt 5.000 một cây, còn cây to thì cũng là phạt từ 50.000 đến 100, là từ cây to cũng phải tầm 500, 1 triệu cũng theo cái khung cây của bản, cũng xây dựng theo quy ước của ra. Trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng thì hàng năm thì vào cái tháng cao điểm là chúng tôi phải xây dựng một cái danh sách, tức là họp tổ lại, đấy, kiện toàn lại tổ trong các thành viên. Nếu thành viên nào không đủ, không có khả năng để tham gia nữa là chúng tôi sẽ thay thành viên đó và bổ sung thành viên mới vào. Thì đi trang bị những cái tu sửa lại cái nhà chốt để chuẩn bị cái công tác gọi là xây dựng lịch để đưa các thành viên vào trực. Trong cái thời gian trực mà nếu có xảy ra là chúng tôi đầu tiên nhất là chúng tôi sẽ gọi điện cho các lực lượng công an kiểm lâm ở địa bàn ở nơi gần nhất. Thứ hai nữa là sẽ báo cáo về cái ban quản lý của xã. Sau đó là tổ chuyên trách có trách nhiệm là sẽ dẫn đầu đi, sau đó là nếu
mà phối hợp với các thôn bản mà đi chữa cháy không được thì chúng ta sẽ dùng cái biện pháp thứ hai là huy động toàn dân và đi chữa cháy. Đối với công tác bảo vệ rừng, đặc biệt là cách khu rừng đặc dụng trên địa bàn, những tuyến đường có nguy cơ xảy ra phá rừng, khai thác rừng, vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép để tổ chức lực lượng tuần tra xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định và tổ chức lực lượng ngăn chặn xử lý nghiêm minh các hành vi phá rừng tự nhiên, khai thác rừng tự nhiên trái phép, vận chuyển chế biến lâm sản không có nguồn gốc hợp pháp, cũng như chủ động thực hiện các giải pháp phương án phòng cháy chữa cháy rừng, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện máy móc, trang thiết bị dụng cụ chữa cháy rừng trong mùa hanh khô năm nay. Với phương châm vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, từ năm 2023 tới nay, huyện Phong Thổ đã triển khai xóa được 776 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng. Theo đó, thông qua nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện đã giải ngân hơn 29,5 tỷ đồng để hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã phát động và kêu gọi huy động các nguồn lực xã hội hóa, ủng hộ quỹ vì người nghèo và các nguồn quỹ hỗ trợ của huyện được trên 1,3 tỷ đồng để giúp các hộ nghèo làm nhà mới, sửa nhà, là động lực giúp các hộ an cư lạc nghiệp vươn lên trong cuộc sống. Luật căn cước 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, sớm đi vào cuộc sống. Công an tỉnh chỉ đạo phòng nghiệp vụ công an các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, tham mưu các ủy chính quyền các cấp huy động sức mạnh của các cơ quan, đơn vị, phối hợp chặt chẽ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước, giấy chứng nhận căn cước, hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử. Sau gần 3 tháng triển khai đợt cao điểm 90 ngày đêm triển khai cấp căn cước, đến nay toàn tỉnh đã thu nhận hơn 100.000 hồ sơ căn cước cho công dân ở tất cả các độ tuổi, trong đó dưới 14 tuổi chiếm 90%. Kết quả này giúp mỗi công dân đều được cấp căn cước định danh trên nền tảng số, tạo bước đột phá quan trọng của công tác chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh có 1.053 thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cấp thôn bản, hệ thống thiết chế văn hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu hội họp, giao lưu văn hóa văn nghệ, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, việc triển khai thực hiện tốt các nội dung của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, môi trường văn hóa xã hội ở cộng đồng dân cư ngày càng tiến bộ, văn minh. Ước tính đến hết năm 2024, toàn tỉnh có trên 91.700 hộ gia đình và 75% số bản tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Xác định ngoài việc dạy và học thì công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có vai trò quan trọng trong bữa ăn hàng ngày của học sinh bán trú trong nhà trường. Do đó, ngay từ đầu năm học, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Tà Mung, huyện Than Uyên luôn chú trọng quan tâm công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ở tất cả các khâu nhằm giúp học sinh luôn được chăm sóc một cách tốt nhất, tạo điều kiện cho các em học tập khi xa gia đình. Xác định lựa chọn thực phẩm là khâu quan trọng nhất nhằm đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh. Do đó, ngay từ đầu năm học, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Tà Mung, huyện Than Uyên đã ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm uy tín và có đầy đủ giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm. Quá trình mua bán thực phẩm đều được nhà trường kiểm tra, đảm bảo trước khi chế biến. Để phục vụ nấu ăn cho học sinh, nhà trường đã ký hợp đồng thời vụ với 4 lao động địa phương. Hàng ngày, việc dọn dẹp bếp ăn, các dụng cụ nấu ăn đều được nhân viên phục vụ thực hiện. Khu vực bàn ăn và các vật dụng như khay, thìa, đĩa đều được rửa sạch, phơi khô. Bản thân tôi luôn đâu chùi quét dọn khi nấu ăn là cho làm bảo an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Năm học 2024-2025, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Tà Mung có 481 học sinh theo học ở 11 lớp. Trong đó có 340 học sinh ăn ở bán trú và là một trong hai trường trung học cơ sở có số lượng học sinh ăn bán trú lớn nhất của huyện Than Uyên. Với số lượng học sinh ăn bán trú lớn như vậy, nên việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh bán trú luôn được nhà trường coi trọng. Trước khi bước vào năm học này, nhà trường đã quan tâm sửa chữa, đầu tư sửa chữa bếp ăn, bán trú theo hình thức bếp ăn một chiều. Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, đối với việc chế biến thực phẩm hàng ngày, nhà trường thường xuyên phân công cán bộ giáo viên, giám sát, kiểm tra việc nấu ăn, việc dọn dẹp vệ sinh khu vực bếp ăn, tủ đựng bát, đũa, đồ dùng và khu vực ăn của học sinh để giúp cho các em có bữa ăn tốt nhất.
Ngoài ra, nhà trường còn đẩy mạnh việc tăng gia sản xuất như chăn nuôi lợn, trồng rau xanh. Trong đó, vườn rau hơn 2.000 m2 của trường luôn xanh tốt, đảm bảo cung ứng gần 100% rau xanh hàng ngày trong các bữa ăn. Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho các học sinh và cung cấp các cái bữa ăn đảm bảo chất lượng cho học sinh thì nhà trường hết sức quan tâm đến cái nội dung này. Tất cả các cái nguồn cung cấp thực phẩm đều rõ ràng về nguồn gốc và có đầy đủ các cái giấy tờ, giấy chứng nhận của các cơ quan chức năng. Thế ngoài ra thì nhà trường cũng thường xuyên là tự kiểm tra, làm công tác kiểm tra giám sát tổ nhà bếp nấu ăn để làm sao cho đảm bảo tuyệt đối an toàn thực phẩm. Đây là một cái nội dung mà nhà trường hết sức coi trọng. Thế ngoài ra thì để đảm bảo cái nội dung cung cấp thêm về các nguồn thực phẩm cho các học sinh bán trú thì nhà trường đã chỉ đạo cho các lớp tổ chức trồng rau xanh. Nhờ việc đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm trong tất cả các khâu và thực hiện thay đổi bữa ăn thường xuyên cho học sinh đã giúp cho các em ở bán trú tại trường được nuôi dưỡng đảm bảo, từ đó giúp cho các em yên tâm học tập. Chúng em ra trường được các thầy cô giáo hướng dẫn trồng rau và chăm sóc rau. Các thầy cô nấu ăn rất là đảm bảo ạ. Chúng em ăn rất ngon, để từ đó chúng em sẽ cố gắng học tập tốt hơn. Trong những năm qua, nhờ làm tốt việc lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm uy tín, quá trình nấu ăn và lưu mẫu đảm bảo, nên tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Tà Mung chưa có vụ ngộ độc thực phẩm nào. Với việc thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú cho học sinh, công tác tăng gia sản xuất tại nhà trường ngay từ đầu năm học, từ đó bữa ăn của học sinh tại nhà trường luôn được đảm bảo, giúp cho các em phát triển đầy đủ về thể lực, trí tuệ và tạo được sự yên tâm, tin tưởng cho phụ huynh tại xã Tà Mung khi gửi con em đến trường. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.